Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Thì anh chị có thể thấy là hai con bê con đang bú trên một con bò mẹ. Nhưng mà cái này không phải là một bộ mẹ con mà là con này là con bò bú bú ké, bú ghép hả anh chị. Đây là tình trạng là nó bú ghép, bú ké nè. Con mới kia mới là con của con bò này. Thì tình trạng là con mẹ của con bò này á, thì nó cũng đẻ xê xích nhau có mấy ngày à, mà con mẹ nó bị sốt nhau rồi nó chết rồi. Đó, nên bộ mẹ con này thì sẽ trở thành là một mẹ hai con, một con đực một con cái. Và ngày hôm nay em có nhận lời đến đây xã An Hiệp của huyện Ba Tri đến đây để ghi hình cũng như là báo giá giùm cho anh chủ nhà một bộ mẹ con đực riêng bên đây nè, con mẹ và một con mẹ con này thì mới đẻ con đầu ha. Con này là con đực Bô Lai Xin. Đó, đực Bô, con mẹ cũng Bô Lai Xin. Đây chân móng ngoại hình. Và mẹ con này thì là mẹ con đực đẻ được tầm khoảng từ 20 ngày. Còn mẹ con này thì đẻ tầm từ 7 8 ngày, 8 9 ngày gì đó. Đó thì bộ mẹ con này một mẹ hai con nha anh chị, vẫn cho bú bình thường. Con này là con ghép, con bò này là con bò mẹ nó chết rồi. Mẹ nó sốt nhau chết. Đó thì ở đây thì bộ mẹ con này thì chốt giá cho anh chị một mẹ hai con. Một con đực một con cái, nói chung là tình trạng về ngoại hình thì nói chung là không áp xe không chặt lỗi. Và bộ mẹ con này đang báo giá cho anh chị với cái giá là 23 triệu một mẹ hai con. Đây anh chị thấy không? Một mẹ hai con nha anh chị nha. Và kế bên một bộ mẹ con này thì 22 triệu. Con là con đực Bô Lai Xin, sanh được hai mấy ngày. Đó, con mẹ thì mẹ sanh lứa đầu. Đây thì cặp này bộ mẹ con này thì 22. Còn bộ mẹ con một mẹ hai con bên đây thì 23. Bà con cô bác cũng như là quý anh chị gần xa ai có nhu cầu mua thì có thể liên hệ giùm em ha. Bò thì đảm bảo nghiêm chỉnh khi mà giao đến, được quyền kiểm tra trước khi thanh toán. Bò thì giá này thì một mẹ hai con này 23 triệu thì anh chị cô chú thừa sức mua rồi. Ở đây thì bộ mẹ con kế bên một bộ mẹ con một mẹ hai con. Ở một mẹ một con được Bô Lai Xin, mẹ Bô Lai Xin sanh lứa đầu. Thì bộ mẹ con này chốt giá cho anh chị giá 23 triệu. Bà con cô bác cũng như quý anh chị gần xa có nhu cầu mua thì liên hệ em ha. Bò thì chiều cao tại phía sau khu mỗi con tầm khoảng từ 1m32 33 bò. Và em sẽ đo thử chiều cao thông qua cái thước để cho bà con cô bác anh chị chúng ta ước lượng trước khi mà mình quyết định mình mua. Bò này thì nói chung là không phải là bò nhỏ con nên anh chị yên tâm. Con này chiều cao tại phía sau khu khoảng 1m34 35 bò lận anh chị. Đó, bò này thuộc dòng bò bự con ha. Anh chị nè, chúng ta mua thì chúng ta có thể suy nghĩ về những con bò này. Đây, một mẹ hai con đang bú rất là nhiệt tình luôn. Nói chung là con bò mẹ này về anh chị cho ăn uống đầy đủ dinh dưỡng. Nuôi hai con bò bê con này lên thì có lãi cấp kỳ, em nói thiệt. Mình cứ tính đi hai con bò bê con, nếu như mà anh chị gì cho ăn uống đầy đủ phủ phê, hai con bê con này bán 5 tháng sau bán dư bò mẹ ngọt xớp. Dư ngọt luôn. Đó, mà bò mẹ về có chữa mang thai lại cái nữa anh chị bán được nhiêu tiền nữa. Cái đó là cái em phân tích để cho bà con cô bác anh chị chúng ta xem thông thông tin rồi chúng ta quyết định chúng ta mua, còn ở đây mua hay không là quyền của anh chị ha. Rồi thì em cũng đã đến đây hỗ trợ giùm cho anh chủ nhà cái video và báo giá giùm cho cô chú anh chị của bạn nè. Anh chị nào có nhu cầu mua thì có thể liên hệ với em nha. Và bây giờ xin kết thúc video đây và hẹn lại cô chú anh chị và các bạn video kế tiếp.